Rồi em xin phép em chào tất cả cô chú anh chị mình đang xem video trên kênh Vườn Lan Minh Thắng nha. Video ngày hôm nay là em chia sẻ về một cái giống lan đó là Dendro Banana anh chị ha, dòng Dendro nắng hoa thơm. Một dòng Dendro nắng hoa thơm rất được ưa chuộng hiện nay anh chị ha. Ủa, cái bông nó bị con gì gắn. Cái này là do cái chậu trên này phân anh chị, mình tưới cái dân xuống nha. Dưới cái vỏ bông đó nè anh chị, để cái vỏ bông đó nha. Một gang nè, hai gang tất nhiên là 40 cm anh chị ha. Một cái vỏ bông này rất là dài và nó độ xuyên bông nó rất là cao. Tại vì cái thằng này anh chị mình thấy là cái gang này nó đã ra bông rồi nè. Nhưng mà cái thằng cái bên nó bắt đầu nó ra tiếp nè. Đó. Thì dòng banana này cây rất là mập à, anh chị ha. Anh chị mình để ý nha, bụi rất là ngon lành. Thì anh chị mình chốt thì giúp em là chốt cái thằng này hoa nó vàng anh chị ha, chứ không phải nó hoa nó xanh xanh đâu, nó vàng. Tại này nó nở chưa hết anh chị. Hồi nãy này anh xịt nước trúng nó nè. Đó thì dòng này anh chị mình biết cái độ xuyên hoa mà hoa lại thơm nữa anh chị ha. Đó thì em chia sẻ cho anh chị mình luôn ha. Sản phẩm này là 80 ngàn một chậu nha. Em bán là combo 3 chậu anh chị mình chốt thì 3 chậu thì em sẽ tặng anh chị mình một gói phân. Một gói phân mà kích hoa anh chị ha, 16 31 16 để anh chị mình làm hoa. Chứ có nhiều anh chị mình thắc mắc là đồng lan rất là lâu ra hoa thì em sẽ chia sẻ cách đó anh chị ha. Thì có nhiều video em chia sẻ trên kênh của Vườn Lan Minh Thắng hoặc là Vườn Lan Sĩ anh chị. Thì anh chị mình đăng ký theo dõi kênh ha. Thì sản phẩm ngày hôm nay chia sẻ cho anh chị mình là 80 ngàn một chậu, ship code một lần 3 chậu. Thì 3 chậu như vậy thì em sẽ tặng một gói phân. Và nếu mà anh chị mình không đặt 3 chậu thì anh chị mình đặt một chậu nhưng mà đặt lỗi khác cũng được. Gom lại được 3 chậu thì em cũng tặng một gói phân anh chị ha. Để anh chị mình chăm và kích thích ra hoa cho nó theo ý muốn của mình. Cái nhà. Thì bên em là được những cái chính sách như là anh chị em mình thay kiểm tra hàng thoải mái anh chị ha. Kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận hàng giúp em trước mặt phụ tá nha. Đó, anh chị mình kiểm tra hàng để mình được có những cái giò lan đẹp anh chị ha. Có lan mà cái không ok thì anh chị mình cứ gửi về cho em ha. Đó là bên em làm việc là rất là nghiêm túc cái vấn đề mà cây cối. Rồi cảm ơn cả nhà đã đến video của em ngày hôm nay nha. Anh chị mình thấy hay đăng ký kênh ủng hộ với Vườn Lan Minh Thắng anh chị ha. Thì ở đây là một cái lô banana. Cái lô này thì nó cũng mới mẻ thôi anh chị ha. Cây rất là mập. Anh chị em mình thấy á, cây rất là mập nha. Cây mà phải mập như thế này à, cái độ xuyên bông nó mới cao. Cho nên anh chị em mình thấy nè. Chuẩn bị lên nữa nè. Đó, chuẩn bị xuân hoa nữa nè anh chị ha. Đó, cái đó là cái ngầm hoa chuẩn bị lên anh chị. Thì cho nên anh chị em mình cho nó ăn nắng mạnh lên. Ở đây là em nắng nắm. Nắng là 50% anh chị ha. Có nghĩa là ở trên đây có một lớp lưới nè. Đó. Rồi, cảm ơn cả nhà đến video của em ngày hôm nay. Thì những video sau em sẽ chia sẻ sâu về kỹ thuật làm bông hoặc là làm con. Thông thường thì em làm rễ, làm thân rồi, làm mầm rồi. Thì bây giờ sắp tới sẽ lên những cái kỹ thuật về làm bông để cho anh chị em mình có những cái giò lan mà có rất là nhiều giò bông anh chị ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã đến với video của em ngày hôm nay nha. Đây là một dòng Dendro nắng banana và em ship có toàn quốc với giá là 68.000 một chậu. 3 chậu thì em sẽ tặng một gói phân anh nha. Và không nhất thiết là phải 3 chậu banana. Anh chị mình có thể đặt kèm với những loại khác được anh chị ha. Và anh chị mình được kiểm tra hàng. Trước khi nhận hàng anh chị mình lưu ý là phải kiểm tra hàng trước mặt bưu tá để mà nếu mà có hàng có hư thì mình có quà nhiều cho em. Đó là cái chính sách bên em hỗ trợ cho anh chị em mình chơi lan cho thoải mái anh nha. Rồi cảm ơn cả nhà đã đến với video của em ngày hôm nay. Chúc nhà mình một ngày thật vui vẻ anh chị em ơi.